Rồi, finding một trang mới thì cái này là brochure, thông thường là khổ A4, chúng ta chọn A4 nè. Đơn vị là mm, cm cũng được, cái này cũng được. Thì rộng của nó là 297. Thì chúng ta chọn cái hộp khổ nằm ngang nè. Chúng ta phải nhớ ít nhất một khổ đó là khổ A4. Thì có nó là 210, 297. Thì nếu mà width là 297 thì nó nằm ngang xuống, là orientation là nằm ngang. Cao sẽ là 210, chứ là thấp hơn thì nó sẽ nằm xuống. Resolution độ phân giải thì để 300 là tốt nhất, cho nó cao. Cao thì cái chữ nó mới nét, cái chữ trong nó mới nét. Ví dụ trong AI á, AI chúng ta vẽ á, thì chắc chắn là nó không bị bể rồi, cái chữ lúc nào không bị bể. Nhưng mà Photoshop nếu mà chúng ta đợi để độ phân giải thấp quá thì chữ bị bể đó, chữ bị bể. Mặc dù là cái text là hoàn toàn tự động trong Photoshop nó tạo ra nhưng nó vẫn bị bể nếu mà để độ phân giải thấp ha. Để 300 là tuyệt vời rồi. Và đơn vị của nó là mặc định là pixel in, chứ không phải là trên này mm, thì trên này sẽ là mm trên in, hay là cái gì, hay là pixel in mm, không phải vậy, lúc nào cũng phải pixel in. Great. Rồi chúng ta có cái trang này, phải nên tách ra. Rồi chúng ta cũng mở cái đề lên luôn. Rồi brochure bài này không phải nhiều bài giống nhau lắm, nó có nhiều bài nhiều dạng lắm. Bài trước bài đó. À, bài này nha, rồi mình mở cái panel trong nè, mình chỉ cần mình hiểu bài thôi mình làm rất là nhanh. Rồi cái này mình sẽ xếp bên đây và cái đề thu nhỏ lại để góc bên trái thôi, còn mình làm bên đây phóng to lên đó. Thì mình chia làm ba nè, view new guide đây, thì phương đứng vertical 297 chia cho ba. Ok, cái nó ra luôn đó. Rồi, view new guide thì bây giờ nó phức tạp hơn, 297 chia cho ba rồi nhân cho hai nữa, nó lấy cái góc là từ bên trái của ba, thứ hai chia cho bảy chia ba rồi sẽ nhân hai đây nữa thì nó mới ra nè. Sao chứ mà chia ra là nhân cho hai nè. Ok đó, cái này là thầy tự chế thêm chứ không có sách nào nói là phải gõ số nó vô hết. Nhưng mà thầy chế thêm cho thầy biết là thật ra là đây là một cái phần mềm, nó như vậy thì nó dĩ nhiên là nó công thức, nó tính được cái cộng trừ nhân chia nó luôn, nó làm luôn. Rồi thì người ta chia ra nè, khi mà làm cái này á ta phải để ý. Bây giờ mình tập trung cái hình trước, thì từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thì cho ta thấy là ở trên xuống dưới nó nhiều hơn từ dưới lên trên. Đó. Rồi chúng ta sẽ canh nè, có thể dùng cái thước Ctrl R mở cái thước lên, chúng ta dùng cái thước canh trước nha, cái này bằng mắt thường thôi, mình canh tỷ lệ thôi. Như vậy là ở dưới ít hơn ở trên, và ở dưới ở giữa này nè, nó cũng có khoảng nhất định thôi chứ không có quá lớn đâu. Rồi ok, khoảng này là hợp lý ha, mình canh như vậy cho nó dễ rõ ràng, nó dễ làm. Rồi kế tiếp là hình, thì cái hình đầu tiên đó là cái ghế nè, nó đi từ đây tới đây luôn nè. Như vậy đó là một cái mảng lớn, với hình chữ nhật từ đây xuống đây. Rồi new layer mới chứa nó nè, tô màu màu gì cũng được, miễn sao có tô màu vô cho nó có một cái. Rồi hình bên này nó lấn vào trong này luôn nè, mà coi thử cái hình này hình gì đã nha, hình này hình gì đã. Image đây, hình này giờ nó bao gồm luôn cả cái hoa luôn, như vậy nó lấn qua đó, đứng vào đây luôn, thì vẽ hình chữ nhật từ đây nè, đứng vào trong này luôn, đứng vào trong này luôn, hình hoa nó sẽ đứng vào trong đây. Và tương tự như vậy chúng ta new layer mới tô màu khác vô, miễn sao là có tô có hai màu. Rồi nhưng mà cái hình bên trong này nó lấn, sang cả hai luôn, thì là hình chữ nhật nó lấn qua hai bên luôn nha, lấn hai bên này, lấn vào trong này luôn. Đó, nó lấn vào cả hai bên này nè. Rồi tương đối thôi, khoảng đó new layer mới nữa, chúng ta tô cái màu bất kỳ màu khác để sẵn đó, phân biệt ba mảng khác nhau. Đó. Bây giờ mình đưa hình vô, hình bên trái là hình cái ghế này, à, đây ghế này là image ghế này, và hình kia này mở thẳng hai hình luôn cho nó nhanh. Rồi cái hình này nha, thì mình đưa vào đây nè, làm như sau nè, mình kéo qua đây đi, kéo ở đây đi là đóng đề lại, chèn vào trong này, thì mình đưa cái hình này đưa vô phía bên trên cái hình laser một á, đặt tên là bên trái nè, cái hình này bên phải nè. Đó. Thực ra thầy cũng ít đặt tên laser lắm, do là mình nhấp vô cái nào nó nhảy vào cái đó rồi,
Nhưng mà thầy làm cho ta hình dung thôi, bên trái bên phải nè, bên trái là hình này nó chèn xuống nè, những an kích vô ranh giới hay là giờ này cho nó dễ nhắc vào đây đó. Nó trên đây nè, rồi cần trên T nha, mình kéo phình ra cho nó nè, phần nửa đi, phần nửa để mà nó đạt được bên phải như này. Anh ta. Rồi mình sẽ di chuyển. Rồi ok, tới đây. Rồi, cái hình ở cái hình bên phải luôn đi. Kéo qua. Rồi đóng lại. Để bên đây. Hình này nó chèn vô hình bên phải nè. Những an kích vô ranh giới với hai laser đổ hình này vào trong đây. Rồi chúng ta sắp xếp lại. Cái hình ở giữa này là opacity liền đi để thấy được bên trong trước. Đúng không? Để mình canh hình cho nó dễ nè. Ok, đúng không? Nè, nó ló hình này rồi nè. Lớn nhỏ tùy mình thôi, lớn quá thì thu nhỏ lại. Đó, nhỏ thì khỏi không thấy, nó mau thì là lớn ra cho nó fix vừa cái này nè. Đó, như vậy hình này nó ló cái cây qua hình đó đây. Đó, sơ sơ là thấy cũng ổn rồi đúng không? Đó, cái này mình lớn qua đi lại. Đứng vào đây thì đứng này thì nó thiếu hình. À, nếu mà lớn như vậy á thì nếu mà này lui lại á thì cái bên phải nó lui theo. Chỗ này nó sẽ lui theo cho nó khớp nha. Nó lui theo đó, mình canh thôi. Đấy, ok, vừa chuẩn. Rồi ok à, còn lại cái hình màu hồng này thì đổi thành hình bên này thôi, mình hút màu cho nó trên nè, hút vô đây đứng bên đây đổ vô bên này đúng không đó. Ai kỹ nữa thì cái này nè, mình cho màu này nè, mình lui xuống dưới cho nó đậm một xíu, nó đậm một xíu mình tô đây giảm opacity nữa là vừa đó, đậm đến nữa đậm lên trên cho nó sáng lên, mình tô lại mình canh màu thôi, mình canh màu lại thôi vô không. Như vậy đó anh nè, thực ra là nó lồng lên nhau thôi, nó lồng lên nhau thì cái nào ở dưới thì nó bị thấy, ở trên thì nó mờ, nó che lại thôi, xong rồi cái hình đúng không. Chữ chữ giờ thì dễ rồi, test dùng chuột quét một cái khu vực, đặt văn bản vô đây, từ đây qua đây à, nó nằm trong đây thôi. Đây. Rồi và vật chữ có sẵn rồi, ok, sơn nó màu đen rồi, muốn thêm chữ nữa thì copy copy mà để thêm thôi, cái này là văn cái ngôn ngữ vẽ thôi, không vấn đề gì hết, dư quá là lại xóa bớt cho nó đẹp. Ok, tới đây là vừa, và chỉ canh trái thôi, chỉ canh trái thôi chứ cũng không làm gì hết. Rồi xong rồi đó nha, chữ như vậy canh trái cũng không cần canh hai đề, canh đề hai bên luôn, trên này nó thụt ra thụt vô liên tục nè, là chỉ canh trái thôi là xong, không không làm gì hết. Rồi như vậy xong rồi, bây giờ kế tiếp cái chữ này làm phân tích từng mảng nè, mảng trên đây thì chúng ta nên dùng cái thước đó, chúng ta canh có thấy đâu từ trên xuống dưới nè, chữ này nó lệch lệch vô nữa, nhưng mà canh ở trên thôi, khoảng này nói mà như vậy thôi thì không cần thước làm gì, mình tự canh luôn. Variant technical thì này văn bản test nó mà test một hàng như vậy thì cũng không cần làm cái này, test kích một điểm thôi, rồi tăng size chữ lên rồi enter xuống hàng. Technical information. Rồi. Giảm sai chữ xuống. Rồi, kế tiếp ở đây nó sẽ mang cái màu hút cái màu cam. Cái này nè, mình hút bên đây trước. Hút bên đây trước. Ha, rồi, double click có cái mã màu bên này nè. Nó có cái mã màu ở dưới á, mình copy copy mã màu này, ok, vai bên này, vai bên này, sau đó mình sẽ chọn cái chữ này, bấm cái màu, mình dán cái mã màu mới này vô,
Đó, ok thì cho nó giống luôn nha. Khoảng cách giữa hai ba hàng này sát với nhau, sơn đen. Window character là ký tự nè. Đây. Chúng ta sẽ cái này nè. Cái mục ở trên á là khoảng cách giữa sheet và leading á, khoảng cách giữa các hàng á, chúng ta sẽ nhập vô giảm xuống cho nó sát lại với nhau thôi. Đó, 12 ha. Còn là 11, 10 gì đó. Đó rồi, ok là được. Đó. Rồi cánh trái cho nó cái khoảng nào vị trí này nha. Rồi chữ dưới thì văn bản ba đoạn thì chúng ta cũng làm ba đoạn. Thì cái này nè, chúng ta có thể lên lên mạng nha, chúng ta search cái là lorem ipsum mà generator ha. Chúng ta dùng cái này nè. Đó, cái này đó là cũng là lorem ipsum, được gọi là cái ngôn ngữ giả luôn, nhưng mà ở đây là chúng ta muốn bao nhiêu đoạn, bao nhiêu hàng luôn, năm ha, ví dụ cho là hai đi, generate đó, tức là hai thì nó cho mình hai hai đoạn, hiểu không, tức là mình muốn bao nhiêu nó cho bấy nhiêu đó. Coi cái khác nó hay hơn không, có nhiều cái lắm này. Cái này nè, chúng ta muốn ngắn hay dài luôn, ngắn thôi. Số đoạn là ba nè, dạ, ba đoạn nè ha. Này thấy, thấy có ba đoạn sẵn không? Tức là nó cung cấp tận nơi luôn, tức là muốn gì cũng có, muốn dài trung bình hay là ngắn ha, muốn ba đoạn hay bốn đoạn, bốn đoạn thì cho mình bốn đoạn người có giả mà cũng theo nhu cầu nữa ba. Nhưng mà cái đề, nhưng mà cái bài của mình làm á, hiện tại là ba đấy, nhưng mà cũng không có nhiều lắm nhưng mà rất ngắn luôn á. Mà cái này thì nó chỉ cho mình là ngắn, ngắn đối với nó là như đây rồi. Để coi nó cho mình thêm ý khác không, nó có thêm một số cái dạng quyết định là số hàng luôn á, bao nhiêu hàng luôn á. Ba nè, ngắn ngắn nè, tối thiểu là ba, hai, ba, bao nhiêu từ luôn á, bao nhiêu từ, bao nhiêu câu luôn á, ba hàng. Thôi thì lấy cái ba hàng này, nhưng mà vấn đề là cái kia nó hơi ngắn hơn cái này nữa. Đó. Thì anh đằng này phải enter xuống hàng thôi, không thế nào mà làm một phát ra liền được ha. Rồi test mình quét một cái vùng bên đây, dán vô, dán vô rồi cửa trên A, màu thì màu đen. Rồi sau đó sai chữ giảm xuống. Rồi giảm nữa. Rồi ha. Do là cứ khu vực mình nó ngắn quá cho nên là chỉ tới đây mình tự enter lại ha. Tự nhắm nhắm khoảng bao nhiêu mình tự mình enter mình xài. Đây. Tự enter. Tự cho nó chữ hoa, tự mình làm chứ giờ sao nha, hết cách rồi. Đó. Rồi ok. Nhưng không? À, rất là nhanh. Rồi riêng đoạn giữa này thì pull. Rồi giảm xuống một size nữa đi, 7. Rồi, khoảng cách giữa các đoạn này nè, chúng ta sơn đen. Đây, phần character nè. Này là hàng rồi, còn đây là đoạn. Đoạn tức là cái này nè. Space before là 10 đúng không? Còn là 8 thôi. Tức là đoạn ba đoạn này nó sẽ sát với nhau một tí, nó không có quá là xa. Đó, như vậy là đoạn, khoảng cách giữa các đoạn là space before nó nằm trong paragraph. Còn hàng á là hàng là leading nó nằm trong character. Hai cái này khác nhau hoàn toàn nha, cho nên ta xác định rõ cái nào là đoạn, cái nào là hàng để mình làm cho nó dễ. Đó, như vậy xong cái đầu tiên ha. Rồi ở dưới thì ba cái này thì mình làm một cái thôi, copy xuống thôi, bắt buộc test đây. Chúng ta quét một cái mảng nó nằm phía trong nha, phía trong nó khoảng tới đây. Rồi test có sẵn luôn nè ha. Sao là màu đen, sai chữ bằng ở trên, ví dụ trên này bao nhiêu dưới bao nhiêu, trên này là 7 dưới này là 7 theo là được. Ok, có cảm giác như chữ này lớn hơn ha, thì mình sửa lại thôi ha.
thôi, mình giảm cái nếu mà tăng sai chữ lên á, thì mình giảm cái khoảng cách đi xuống 7 thành 8 đi. 8 ok, dưới này 8 cho nó rõ hơn. Rồi bớt cái số chữ lại. Cái ngôn ngữ dễ mà cho mình thay đổi được. Rồi, sau đó bên cạnh nó có một cái icon. Thì mình mở icon ra, nó nằm trong cái icon bên cạnh nè, cái dấu tích nè. Rồi, dấu tích này á, thì nó mang cái màu này nha. Thì tương tự như vậy nè, chúng ta cũng hút màu trước bên này. Hút màu này trước nha, có cái mã màu này nè. Ta copy cái mã màu này nè. Ok nè, đứng bên đây. Chúng ta control cái level biểu tượng layer 1 để nó tặng nó có vùng chọn này. Rồi mình hút mình đổ màu của cho nó nè. Dán cái mã màu kia vô, có cái mã màu này. À, chúng ta thấy ở đây nó đang có chữ gray không? Chữ ray nè, thì mình không đổi màu được. Chúng ta thấy chữ ray nè, image mode chuyển sang chế độ là RGB á. Đó thì mới đổi màu được nha. Rồi dán vô. Đó thì đổi sang màu này. Có này rồi thì mình mới gắn vào bài của mình làm. Đó, cứ tinh tê thu nhỏ lại. Đó, nó cao từ đây nè tới cái hàng thứ hai là được. Đó, và cách xa thế này nè, cách xa nhưng mà về chung cuộc thì nó vẫn phải nhỏ lại, tức là đây và cái này thứ hai nó ngắn lại. Thấy ở trên này không, cái này cũng vậy nè, ở đây á, là hàng trên nó tới đây nè ha, thì hàng ở dưới nó sẽ ngắn vô tiếp nè. Đó thì mình cũng phải vậy, phải nhỏ hơn tí. Đó, tức là mình phải canh theo cái đề yêu cầu á, chứ mình phải cái bố cục theo đề cho nó nha. Ở trên này cái chữ này nó ngắn vô một tí nè. Cái hàng thứ hai không phải ngẫu nhiên là cái bố cục nó vậy đâu, người ta tính toán hết rồi ha, thì mình phải theo cái mẫu đó. Thì cái chữ ở trên nè nó cũng phải vô đây nè. Đó, mà thậm chí cái chữ trên này nó sẽ ốm lại đó, cái phông chữ của nó. Đó, cái phông chữ nó ốm lại. Đó, như vậy xong cái hàng này. Rồi sau đó nó copy layer này với cái icon này. Copy xuống dưới. Rồi copy xuống dưới lần nữa. Thấy chưa? Rồi, mấy hàng ở dưới. Rồi bây giờ mình canh nè, ví dụ như là cái hàng này ship ở hàng này, mình giờ xuống dưới nè, dưới một tí nữa nha, đến đây. Rồi như vậy mình sau đó đây là một cái mình sẽ trộn lại thành một cái group thôi, cái này không cần thiết, cũng không có quá khó, ta tự canh thôi. Mấy cái này ship với cái này tự tự canh thôi được rồi, nó tự chia được rồi. Đó như vậy đó, chia thành ba nha. Đó như vậy xong bên trái nè, cái thứ này xong nhiệm vụ mình xóa đi, mình đừng có để nhiều quá nó bị dư nha. Kéo sang bên trái là nó mất đi. Rồi cứ như vậy thì làm tiếp hai bên chỗ khác nữa, cứ tự như vậy thôi nha. Chữ này cũng vậy, là được một cái mình copy ra, nhưng mà mình phải vẫn giữ cái đặc tính của nó. Ví dụ chỗ này nó đậm thì nó phải đậm, hàng lối canh như thế nào phải thực sự đúng như vậy, màu sắc phải đúng như vậy. Bên này chữ màu đen, bên này chữ màu cam, xét đúng thẳng hàng như vậy. Đó. Rồi mấy cái hình này có hết rồi, tự làm được. Đậm đậm đậm, nói chung là thuộc tính nào thì giữ thuộc tính đó, văn bản có thể khác đi nhưng mà về tính chất thì phải giống nhau ha, thì nó mới ra được còn khác tương tự như vậy. Ok ha, rồi xin mời lúc mình làm tiếp cho thầy, là em càng nhớ càng tốt.